the next power. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình The Next Power tuần này. Kính thưa quý vị, có một ngành rất là nóng và được nhắc tên rất nhiều trên các phương tiện thông tin bởi vì đã chịu sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid, đó là ngành du lịch. Và cho tới thời điểm này thì ngành này vẫn chưa hết nóng. Trong ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời có nhiều thâm niên trong ngành du lịch để chúng ta tìm hiểu về câu chuyện đổi mới sau đại dịch. Vị khách mời đó là ai? Xin mời quý vị cùng với trợ lý công nghệ của chúng tôi tìm hiểu nhé. Du lịch là cái thể hiện độ văn minh của một xã hội, sự phát triển của một nền kinh tế. Trong số 3 cái công thức đổi của anh Kỳ thì công thức đổi nào là công thức táo bạo nhất? Đổi tư duy. Chúng ta thấy ngọn núi cao thì làm sao mà trèo, có quyết tâm trèo không, trèo như thế nào, trèo với ai? Thật ra để rã đông nhanh được thì chắc chắn là chúng ta có cái công nghệ rã đông hiệu quả. Tất cả đều đứng trên một vạch xuất phát, thị trường là chân không. Nếu ai chuẩn bị tốt, xuất phát nhanh thì người đó sẽ lấy thị trường. Cái quá trình hợp tác của những người đã có nhiều vết thương nó có khó khăn hơn những cái cơ thể khỏe mạnh tìm đến với nhau? Rõ ràng những người khỏe mạnh có khi chạm gần nhau. Anh quản lý cái quá trình mới đó như thế nào? Cái thay đổi tư duy để cho chúng ta luôn luôn trở thành con người mới. Xin chào anh Kỳ, rất là vui được gặp lại anh trong cuộc trò chuyện của The Next Power. Xin chào Hoàng Phi và quý vị khán giả. Cách đây gần một năm thì Phi và anh Kỳ cũng đã có dịp được trò chuyện trong chương trình Open Talks, một cái phiên bản của Việt Nam CEO Forum. Và cái chủ đề mà anh tham gia vào lần đó với một cái câu hỏi rất là quan trọng, đâu là trận cuối. Thế thì đối với ngành du lịch thì kể từ sau cái trận cuối đó thì bây giờ đang là trận nào rồi? Sau cái hôm đó thì đến hôm nay thì chúng tôi đây coi rằng là trận cuối là cái thời điểm mà chúng ta tuyên bố mở cửa, nó chính là bắt đầu, thì đó chính là trận cuối. Dạ. Vậy thì với cái thông tin về mở cửa thì kể từ đó đến thời điểm này thì có những cái số liệu nào trong cái trận mà chúng ta đang đấu kể từ sau cái trận cuối đó mà anh cảm thấy là nó đã thay đổi rất là nhiều cái bố cục của cái trận đấu mà chúng ta đã rất là vất vả để vượt qua? Rõ ràng chúng ta thấy với cái việc khống chế được dịch thành công thì thị trường đã hồi phục trở lại, và thị trường đang từ con số bằng không thì đến nay với những con số mà chúng ta thấy rất là ấn tượng của sự phát triển về kinh tế cũng như là chính trị xã hội của Việt Nam, trong đó có du lịch, đã thúc đẩy trở lại toàn bộ cái hoạt động của du lịch hiện nay. Chúng ta thấy cái con số công bố từ Tết đến giờ với hai cái mốc 15 tháng 3 đến 15 tháng 5 thì cái mốc 30 tháng 4 là con số rất là ấn tượng, với nhiều điểm du lịch đạt đến vài trăm ngàn khách trong một ngày. Chúng tôi cho rằng là so với sự trở lại của ngành du lịch sau đại dịch, nó là một con số rất ấn tượng. Dạ, thế thì nếu như mà nhìn lại thì có bao nhiêu trận thắng đã diễn ra kể từ trận cuối? Chúng tôi chưa quan niệm là trận thắng, mà chúng tôi quan niệm rằng là cái quan trọng nhất là mình đã ra đông một cái tích cực. Rõ ràng chúng ta thấy đại dịch là ngủ đông, tích cực, và đến lúc giã đông cũng phải tích cực. Nếu không thì chuyển đổi chậm, trạng thái chậm nó sẽ làm cho doanh nghiệp bị hụt hơi và không theo kịp được cái yêu cầu thị trường. Cho nên chúng tôi đánh giá cái quan trọng nhất, cái thắng lợi tốt lớn nhất của doanh nghiệp là giã đông thành công. Có lẽ là chúng ta đang trong cái quá trình rã đông, và cũng hy vọng là cái quá trình rã đông đó của ngành du lịch nói chung và của Vietravel nói riêng sẽ là rã đông thành công. Thưa anh Kỳ, trước khi bắt đầu chương trình thì đã có rất là nhiều câu hỏi của khán giả được gửi về cho anh. Xin mời anh sẽ bấm vào màn hình để chúng ta có thể chọn những cái câu hỏi của quý vị khán giả gửi cho anh. Con xin chào chú Nguyễn Quốc Kỳ, con là Hoài Trâm, hiện tại đang là một MC và là một cô giáo.
Ngày hôm nay con rất vui khi được gửi câu hỏi đến cho chú, vì bản thân con rất là ấn tượng với hành trình cũng như là cách xây dựng hệ sinh thái của Vietravel, và cũng như rất nhiều những bạn trẻ thích xe dịch khác, con rất là quan tâm. Không biết khi nào thì bình thường mới sẽ quay trở lại với du lịch thế giới, và không biết là chú có thể chia sẻ về dự đoán của mình cho du lịch thế giới được không ạ? Cảm ơn chú rất nhiều. Xin cảm ơn câu hỏi của Trâm. Câu hỏi của Trâm cũng là câu hỏi của chính tôi. Bao giờ bình thường mới trở lại? Chúng ta phải thấy thế này. Thực sự thế giới mà đang bước vào giai đoạn thay đổi, tức là chúng ta nói một cách gọi là giã đông sau đại dịch thôi. Và bình thường mới chỉ trở lại theo phán đoán của chúng tôi á, nó trở lại vào năm 2024 và 2025. Không có một cái vết thương nào mà chóng lành cả. Vết thương bao giờ cũng cần có thời gian để chữa lành. Và thời gian để chữa lành với ngành du lịch ấy, chúng tôi dự báo á, phải mất 2 đến 3 năm. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy với tình hình đang diễn biến hiện nay thì cái dự báo này có vẻ đúng. Dạ. Yeah. Bây giờ thì xin mời anh chọn thêm một cái câu hỏi số 2 của khán giả. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào chương trình. Mình tự giới thiệu một chút, mình là Phú Cường. Hiện mình đang là một nhân viên văn phòng và cũng là một YouTuber đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ngày hôm nay thì Cường cảm thấy rất vui khi biết được thông tin là chương trình cho Cường kết nối và cũng như là đặt câu hỏi đến với ông Nguyễn Quốc Kỳ. Thưa ông, trong những năm vừa qua thì có thể ví ngành du lịch nói chung đã trải qua một quá trình ngủ đông khá là dài. Và để nói rằng đó là một giấc ngủ ngon thì chắc chắn là không thể rồi. Vậy thưa ông, xin ông cho biết, đối với việc travel thì đó là một giấc ngủ như thế nào? Và sau khi tỉnh dậy thì Vietravel đã có những luồng gió mới nào? Rất là ác mộng. Xin cảm ơn bạn Phú Cường. Thực ra thì chúng ta đều biết khi dịch xảy ra, các doanh nghiệp đều chia các giai đoạn. Thì Vietravel cũng vậy. Yeah. Chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn ngủ đông, giai đoạn rã đông, giai đoạn hồi phục và giai đoạn phát triển. Thì giai đoạn ngủ đông, chúng tôi quan niệm nó là ngủ đông tích cực. Ngủ đông không thể nào tiêu cực được. Yeah. Vì thế, trong giai đoạn ngủ đông, Vietravel tập trung vào việc truyền thông đến những khách hàng của mình, những cái thông điệp, ví dụ những chương trình chúng tôi đưa ra, những chương trình nó gọi là Happy Mass, và luôn luôn nhắc lại, ôn lại những kỷ niệm tươi đẹp khi mà trước dịch, để mà cải thiện cái bi quan và cho người dân, cho người khách du lịch của mình cảm thấy tích cực hơn trong việc mà nghĩ tới tương lai. Thì đó là chúng tôi đánh giá là ngủ đông tích cực. Và sau cái đoạn ngủ đông tích cực thì Vietravel chuyển sang giai đoạn gọi là rã đông. Nhưng mà rã đông cũng tích cực luôn. Vì rã đông là quá trình đòi hỏi chúng ta phải triển khai rất nhanh. Vì thị trường không chờ. Nếu rã đông chậm thì chúng ta sẽ bị đông cứng rồi. Và sẽ bị bỏ lại. Thật ra để rã đông nhanh được thì chắc chắn là chúng ta phải có cái công nghệ rã đông hiệu quả. Thế thì có cái điều gì mới đối với Vietravel từ sau khi mà du lịch bắt đầu bước vào giai đoạn rã đông? Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ khu lúc ngủ đông tích cực. Để khi rã đông đó, nó mới nhanh được. Không thể cái gì một sớm một chiều nó đến được. Cho nên là ngay trong giai đoạn ngủ đông, chúng tôi đã chuẩn bị cái điều kiện để rã đông. Và sau đó cái mới của Vietravel sau rã đông là gì? Thứ nhất là toàn bộ một cái cấu trúc mới hoàn toàn. Vietravel sau đại dịch là một Vietravel khác với trước đại dịch. Trước đại dịch mọi người chỉ biết Vietravel với một cái công ty du lịch và các hệ sinh thái nó chưa rõ ràng. Thì chúng tôi định vị cái Vietravel sau dịch nó là một cái tập đoàn về du lịch và hàng không. Như vậy nhìn vào chúng ta thấy một cái hệ chúng tôi gọi là sinh thái tuần hoàn kinh doanh, nó sẽ tuần hoàn trong cái hệ thống sinh thái kinh doanh của mình. Và đó là một Vietravel sau dịch. Cái thứ mới thứ hai nữa là toàn bộ nhận thức chúng tôi thay đổi hết. Chúng tôi quan niệm là trước dịch và sau dịch nó khác nhau ở chỗ là trên. Và cái thứ hai là phải cooperate, phải liên kết, phải share của mình cái hệ kinh doanh của mình ra. Liên kết với nhiều bộ phận, nhiều đơn vị trong cái hệ sự tuần hoàn kinh doanh của du lịch. Vì du lịch nó là một ngành công nghiệp, chúng ta phải chia ra. Và chúng tôi liên kết với rất nhiều tập đoàn, rất nhiều đơn vị để cùng nhau có thể vượt qua cái khó khăn, cùng nhau giã đông nhanh và cùng nhau hồi phục trở lại. Đó là chúng tôi gọi là corporate. Đây là cái mới thứ hai là nhận thức thay đổi hoàn toàn. Cái thứ ba là cái công nghệ. Chúng tôi cũng thay đổi công nghệ rất nhiều, tập trung hướng về công nghệ với việc mà chuyển đổi số
và ứng dụng cái công nghệ vào trong hoạt động kinh doanh nhiều hơn. Chúng ta thấy trước đây Viettravel bán offline và online, nhưng mà sau dịch thì chúng tôi không những cái đơn vị mà offline á, chúng ta phải đóng bớt, thì chúng ta đẩy mạnh cái online. Online chúng tôi không chỉ bán trên cái hệ bằng web, bằng app, mà chúng tôi còn bán, đẩy lên bán Viettravel trên 3 cái sàn thương mại điện tử. Ví dụ Tiki, rồi là Lazada hay Shopee. Đây là cái rất là lạ và rất là mới so với cái trước dịch. Trước dịch thì bây giờ không được có chuyện đó. Như vậy, đó là một cái sự thay đổi rất lớn trong cái hệ bán hàng, hay một cái khác là nhận thức trong quá trình mà chúng ta chuyển đổi cái môi trường kinh doanh đã thay đổi, và ta chuyển đổi cái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Viettravel. Phi hơi bất ngờ là khi mà chúng ta trong cái giai đoạn dịch thì chúng ta khó khăn, chúng ta phải ngủ đông, nhưng mà đến cái giai đoạn rã đông thì chúng ta là trên toàn mặt trận. Đương nhiên là đổi là tốt, nhưng mà nếu chúng ta đổi quá nhiều, đổi rất là nhiều thứ từ bên trong đến bên ngoài, thì liệu rằng cái sự đổi đó nó có quá dàn trải và nó làm cho chúng ta mất thêm sức trong cái việc rã đông không? Cái việc mà thay đổi á, chúng ta hãy hình dung rất nhiều người trước dịch hoàn toàn không có khái niệm gì mua hàng trên mạng, thanh toán qua mạng trước dịch là một câu chuyện xa xỉ, không ai quan tâm. Nhưng sau dịch là chuyện bình thường. Có rất nhiều chuyện trước dịch là không có, sau dịch đã có. Như vậy, sau dịch chúng tôi nhận thức đó là một xã hội mới, hình thành nên một cái thị trường tiêu thụ mới và với những nhu cầu mới. Nếu mình không thay đổi nhanh, biến hình nhanh, vẫn lưu luyến, người ta lại đùa là sống ăn bằng truyền thống và sống bằng tiềm năng đó, thì mình sẽ bị bỏ lại. Nên Viettravel mặc dù sau dịch rất khó khăn, nhưng tình thế buộc mình phải làm cái chuyện đó. Chúng tôi gọi là no way, không có con đường nào khác. Vì thế phải, chúng tôi đánh giá rằng là phải nhanh chóng chiếm lĩnh, lấy những cái thị trường đang còn bỏ ngỏ. Yeah. Viettravel cũng có một kinh nghiệm sau khủng hoảng, thì không có doanh nghiệp lớn, không có doanh nghiệp nhỏ, không có hàng trung thành luôn. Tất cả đều đứng trên một vạch xuất phát, thị trường là chân không. Nếu ai nhanh chân, xuất phát nhanh, chuẩn bị tốt, xuất phát nhanh thì người đó sẽ lấy thị trường. Vì thế chúng tôi phải chuẩn bị rất là kỹ để khi sau dịch là số phải xuất phát nhanh, cái tốc độ cao ngay, chứ không á thì chúng ta không, sẽ mất thị trường. Nãy giờ anh nói rất là nhiều về cái chuyện là đã chuẩn bị, thế thì anh đã chuẩn bị những cái gì cho cái phép đổi này? Như tôi đã trình bày, cái lớn nhất là cái cấu trúc. Chúng ta muốn nhanh thì cấu trúc nó phải thay đổi, phải gọn và phải chuyên sâu. Và cái cấu trúc đó nó phải được có những cái nhân sự, con người để mình chuẩn bị. Thứ hai là phải, nó phải sau dịch là một xã hội nhanh, ít chạm, an toàn, thì cái công nghệ của mình cũng phải thay đổi theo để cho kịp với cái nhu cầu đó. Cái thứ ba là khách khi đi du lịch, nhu cầu của họ, họ đã có những cái xuất hiện một tầng lớp, một thị trường du lịch mới. Đó là những thị trường của các bạn trẻ, chúng ta hay nói đùa là Gen Z đấy, năm 97 cho đến năm 2001. Các bạn này hơn 20 năm qua là còn quen với cái công nghệ rồi, điện thoại, internet. Vẫn còn đó thị trường truyền thống của những cái việc mà khách đến đăng ký tour. Nhưng thị trường này là một thị trường mới hoàn toàn, và do ít chạm cho nên họ sẽ dùng công nghệ nhiều hơn, hệ thống bán trên hệ thống mạng nhiều hơn. Vì thế chúng tôi phải chuyển rất nhanh. Trước dịch không bao giờ suy nghĩ Viettravel có thể mở ba cái sàn, ba cửa hàng trên ba cái sàn thương mại điện tử cả. Nhưng sau dịch, chuyện đó là chuyện tự nhiên và tự thân cần phải có. Thế thì cái quá trình thay đổi đó, anh đánh đổi cái điều gì trong cái quá trình thay đổi này? Nó phải rất là vất vả đấy. Đầu tiên là mọi người phải thay đổi nhận thức của những người cùng làm với mình. Tuy rằng mình có ý tưởng, nhưng mà phải nói mọi người hiểu tại sao tôi làm chuyện đó. Vì đôi lúc nó ảnh hưởng đến cái nhịp điệu sống, ảnh hưởng đến cái vị trí công việc, thậm chí ảnh hưởng đến quyền lợi của những cán bộ, của những con người, của những bộ máy nó đã định vị trước dịch rồi. Và điều này cũng gây ra những cái conflict trong nội bộ không cần thiết nếu mình không đáng nói rõ, mình làm kỹ cái chuyện đó. Mà muốn làm kỹ thì chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch, phải rất là kỹ và phải trao đổi với nhau để cùng nhau chúng ta thông qua, thống nhất và cùng làm. Thì đó là cái mà Viettravel đánh giá là cái khó nhất. Cái khó thứ hai nữa là cái nguồn lực tài chính. Rõ ràng trong dịch là nguồn tài chính gần như cạn kiệt, thì chúng ta bắt buộc phải giải quyết theo cái mức là ưu tiên tập trung vào những cái khâu chính, trọng điểm chính để giữ vững
nó là cái khung đó. Cái bộ phận cốt yếu đấy. Vì thế Viettravel cũng phải giải tán, đóng cửa rất nhiều những cái mà trước đây là thành truyền thống của mình, để giải tán đi, để mà thậm chí là cắt chân tất tay đấy, để mà tập trung nguồn lực cho cái thay đổi. Ví dụ toàn bộ cái 64 văn phòng trên cả nước chẳng hạn, thì sau dịch Viettravel chỉ còn có 29 văn phòng thôi. Cắt rất là sâu. Để giảm bớt chi phí đi, để dùng cái nguồn lực đó để chuyển về phục vụ cho việc tái cấu trúc và giải quyết cái việc mà có nguồn lực để làm. Rồi nhân sự cũng là một vấn đề, phải thu gọn lại, chia sâu hơn, đặc biệt là nhân sự lãnh đạo cũng có những vị trí mà mình buộc phải thay đổi. Đó là cả một sự hy sinh. Nó có làm giảm cái sức cạnh tranh của mình trong ngắn hạn, chắc chắn là phải có rồi đó, hoặc là nó làm giảm cái khả năng tiếp cận khách hàng trong ngắn hạn của mình, thì anh làm thế nào để anh vừa dồn sức cho những cái bộ phận mới mà vừa hạn chế được cái máu chảy ở những cái bộ phận? Bởi vì mình phải có cái sự phân loại theo nguyên tắc về tài chính, ai cũng biết 80-20 chẳng hạn, theo thị trường trong nước, những cái thị trường nguồn, nó gọi là short market, và thị trường điểm đến. Mình phải phân chia ra, sau đó mình mới tính toán xem là thị trường nguồn mình phải giữ rồi, những cái short market mình phải giữ, rồi những thị trường điểm đến có thể chậm một chút, mình phải đóng lại được. Tức là nó cả một quá trình mà phân loại, đánh giá, rồi là sắp xếp, chứ không phải là muốn cắt là cắt. Và khi sắp xếp lại cũng là một quá trình mà phải làm việc với cán bộ nhân viên, vì ảnh hưởng đến đời sống của họ, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của họ. Đó là một quá trình rất là vất vả. Tôi nhớ là trong Open Talk đợt trước thì anh Kỳ có đưa ra cái ví dụ rất là hình ảnh, là hình như là mỗi tuần hay mỗi ngày là sẽ đẩy một cái chiếc Camry xuống sông. Thế thì bây giờ thì chiếc Camry đã quay trở lại chưa? Bây giờ thì doanh thu đã quay trở lại. Nhưng mà toàn bộ 2 năm vừa qua đó, nó đã tác động một cái để vết sẹo rất lớn, một vết thương rất lớn mà không dễ mà liền thành sẹo. Cho cái ngành du lịch Việt Nam nói chung, không có một công ty du lịch nào mà không bị tổn thương trong cái 2 đợt vừa qua. Thậm chí có những công ty du lịch còn không tồn tại được nữa, đã đóng cửa. Đây là một cái điều mà không vui. Sau dịch chúng ta thấy cả một cái ngành du lịch, một cái ngành công nghiệp không khói mà nó tan tác hết. Tuy nhiên, cuộc sống luôn luôn đi về phía trước. Và nếu chúng ta ngồi lại để mà nhìn lại thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì thế chúng ta phải nhìn về phía trước để bước tới. Sự mất mát một ngày trước Camry hoặc là mất mát rất nhiều thứ, thì cái mất mát đó nó phải để lại giá trị cho mình bước tới, thành một kinh nghiệm, một giá trị, một điểm tựa để mình bước tới cho tương lai. Thì Viettravel biến tất cả những cái thất thoát mất mát đó, cái thiệt hại đó thành kinh nghiệm và trở thành một cái bài toán, trở thành một cái mục tiêu để mình giải quyết từng bước, từng ngày. Dạ, chắc chắn nó là một cái hành trình, nó làm cho mình tự tin hơn đối với lại cái quá trình đổi của mình. Nó cho những cái tín hiệu lạc quan, và khi mà mình đổi mà mình có những cái tín hiệu lạc quan đó thì chắc chắn là mình sẽ có những cái phép đổi trở nên táo bạo hơn. Trong số 3 cái công thức đổi của anh Kỳ thì công thức đổi nào là công thức táo bạo nhất? Đổi nội bộ, hợp tác với bên ngoài hay là công nghệ là cái mà anh đánh giá là táo bạo nhất? Đổi tư duy. Khó lắm. Nhất là những cái gì mà cái tư duy đó, quá trình của mình trước đây đã đúng rồi, nó thành công rồi và nó làm cho mình thành điểm tựa, và mình cứ đôi lúc mình sống ngủ yên trên đó, thậm chí mình coi nó là một điểm tựa, một cái base vững chắc để mình bước tới. Nhưng cái điểm tựa đó bây giờ lung lay, lúc này cũng phải thay, và người ta hay luyến tiếc, có nên không. Tại sao? Và đôi lúc nhìn về tương lai người ta hoảng sợ, điểm tựa trông tranh, tương lai bất định là người ta sợ. Nên là cái thay đổi tư duy nó lớn lắm, nó trăn trở, nó bắt mình phải thay đổi, phải suy nghĩ những chuyện mà vượt qua cả cái mà bình thường mình không thể nghĩ tới. Anh mô tả là tất cả những cái doanh nghiệp ở trong ngành du lịch và ngành dịch vụ nói chung thì giống như là đều là bị thương
đang trong cái quá trình săn sóc vết thương và có thể là có những cái vết thương đã lành và để lại sẹo, thì cái quá trình hợp tác của những người đã có nhiều vết thương nó có khó khăn hơn so với lại cái quá trình của những cái cơ thể khỏe mạnh tìm đến với nhau? Rõ ràng những người khỏe mạnh có khi chả cần nhau. Và những người tàn tật chúng ta mới cần nhau. Và chúng ta hay thấy những cộng đồng khỏe mạnh có khi mỗi ông đi một kiểu, nhưng mà khi đã bị thương rồi hoặc có một vấn đề gì đó rồi thì sẽ có sự kết nối lại. Đó là chuyện tự thân, là tự thân tôi cần chuyện đó. Và một khi đã tự thân á thì tính tự nguyện nó cao, và tự nguyện cao á thì cái tính hợp tác của nó chặt chẽ và nó chân thành. Vậy là đó là một cái quá trình thuận lợi chứ không hề là khó khăn. Tôi cho rằng là cái sự hợp tác này là sự thuận lợi và nó cần sự cần thiết, và nó là giúp cho chúng ta nhanh lành hơn và giúp cho cái cơ chúng ta chống hồi phục hơn. Lúc nãy anh có nói là một trong những cái trụ thứ ba bên cạnh cái trụ về hệ sinh thái, cái trụ về hợp tác thì là trụ về công nghệ. Thật ra với rất là nhiều những cái công ty truyền thống, công nghệ là một cái thứ gì đó hoặc là nó hơi thời thượng, hoặc là nó chỉ là một thứ tôi gắn vào để tôi xem thử nó có phải là cơ hội không. Thì công nghệ ở trong ngành du lịch đối với lại việc travel hiện nay nó là gì? Công nghệ nó sẽ thành chủ đạo, bởi vì đối với không có ngành nào như du lịch thì công nghệ nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy. Nó hiện diện cho từ tất cả các khâu, từ cấu trúc bên trong điều hành toàn bộ một hệ thống, rồi là về cái tạo sản phẩm, rồi về vấn đề về chúng ta làm cái xúc tiến quảng bá, rồi chúng ta xây dựng cái hệ bán hàng và cái chăm sóc khách hàng sau đó. Nhìn đâu cũng thấy công nghệ hết. Và nó bắt buộc mình phải follow theo. Bởi vì đó là cái quan trọng nhất. Tại sao? Vì du lịch chính là ngành kinh doanh cảm xúc và kinh doanh dịch vụ phục vụ nhu cầu con người để tạo ra cảm xúc. Mà anh không làm được cái câu chuyện công nghệ mà anh không mang được cảm xúc đến với mọi người thì không ai mua anh. Với một người làm nghề rất là lâu và từng là chiến tướng trên rất là nhiều trận đấu khác nhau, trải qua rất là nhiều những trận đánh khó, thế thì cái đợt rã đông này, cái cuộc chiến này nó giống như là một cuộc cách mạng của việc travel, thì cái cuộc cách mạng này khác gì so với những cái cuộc cách mạng trước? Cuộc cách mạng này rất khó, nó khó lắm. Có gọi là khó nhất chưa? Lúc nào ta nhìn lại nó bảo đó là khó nhất, ví hồi SARS chẳng hạn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy nó còn khó hơn nữa. Và phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng mà phải nói rằng lúc này là rất khó. Bởi vì trong một cái thế giới, mình kinh doanh trong một thế giới nó đang có những sự thay đổi, phân cực trở lại rất mạnh, kể về địa chính trị đến kinh tế, thậm chí có cả chiến tranh. Một môi trường kinh tế chưa ổn định, giống như một cái phao thả trên một mặt biển, sóng nó nhồi, phao có cố giữ thì vẫn chắc chắn rằng là vẫn trao đảo. Chúng tôi đang cố gắng giải quyết lúc này là lúc mà cố gắng cân bằng. Chúng tôi gọi là cân bằng động, cân bằng trong một thế giới động và cân bằng động. Nó rất là phải nguyên tắc bình thông nhau, theo nguyên tắc điều chỉnh cho nó phù hợp được với cái sự thay đổi của thị trường. Riêng về du lịch và hàng không, tôi xin nói rằng không doanh nghiệp nào dám báo lời ấy. Nói một lời một cách thẳng thắn. Từ kinh doanh của mình thì có kinh doanh đâu mà lời. Cho nên là tài chính là vấn đề rất lớn. Vì thế phải có một cái chính sách, một cái bước đi, một sách lược về tài chính để giải quyết. Tài chính như là mạch máu nó nuôi cơ thể. Vì thế mình phải giải quyết cái khâu máu. Cái khâu máu, ngân hàng máu trước. Đôi lúc mình phải động để mình giữ tĩnh, tức là mình phải xông vào, không được né tránh nó, phải xông vào tất cả cái đó để hiểu nó, và từ đó mình ngồi lại, mình gom lại xem là giữa cái mình muốn với cái đó nó có điểm nào tương đồng, và cái điểm tương đồng đó nó có giải quyết được bao nhiêu phần trăm những khó khăn của mình. Và từng bước giống như là người ta gỡ một quần chỉ rối vậy, phải kiên nhẫn thôi, không vội được. Là một người trong ngành du lịch rất là lâu, thế thì bây giờ khi mà dự báo về xu hướng của cái ngành du lịch trong vòng 5 năm tới thì anh thấy là cái bức tranh của ngành du lịch sẽ đổi về hướng nào? Rõ ràng là ngành du lịch theo dự báo của Tổ chức Thế giới thì cái vùng châu Á-Thái Bình Dương là cái động lực cho ngành du lịch thế giới phát triển.
Và thứ hai nữa là ngành hàng không phát triển sẽ giúp thúc đẩy, cũng là một động lực cho du lịch phát triển. Và rất chắc chắn, cái thứ ba nữa đó là thế giới phải an toàn hơn. Ba cái này nó sẽ giúp cho chúng ta ổn định lại được và du lịch có thể phát triển lại được. Thì chúng tôi dự báo rằng với ba yếu tố này thì đại dịch sẽ được khống chế trong hết năm nay, và năm tới thì thế giới bắt đầu mở hết trở lại. Giờ này rất nhiều nước đã mở rồi, nhưng cũng có những nước mới mở hé thôi. Ngay bản thân Việt Nam chúng ta nói mở rồi, nhưng toàn bộ khách vào Việt Nam hiện nay bắt buộc phải đi tour, visa xin không dễ. Và tôi đánh giá rằng sẽ đến hết năm 2022, 23 các nước sẽ bắt đầu có chính sách mở hết. Và chúng ta sẽ thấy lại một thế giới mở cửa, một thế giới phẳng như năm 2019. Cái thứ hai là thế giới phải an toàn hơn. Và hàng không phải phát triển. Và đặc biệt là thị trường Trung Quốc là một thị trường mà chúng tôi đánh giá rằng đối với du lịch thế giới, nó chính là động lực. Với số người đi du lịch ở trong nước của Trung Quốc thì không bàn rồi. Với số người đi ra bên ngoài Trung Quốc còn là 120 triệu khách một năm. Đó là con số mà cực kỳ lớn. Nó thúc đẩy cho cái ngành du lịch các nước, trong đó có Việt Nam, là chúng ta nhanh chóng quay trở lại. Trước dịch thì khách Trung Quốc, chúng ta gọi chung là khách Đông Bắc Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã chiếm trên 50%, 65% khách inbound ở Việt Nam rồi. Và khách outbound của chúng ta ra thì đi các nước này cũng rất là lớn. Thì chúng tôi đánh giá rằng là ba thị trường này mà mở lại thì chúng ta mới có thể phát triển du lịch lại được. Thì chúng tôi dự báo đến năm 2023 thì việc mà mở hết lại du lịch sẽ giúp cho hàng không cất cánh. Và với việc cuộc chiến tranh nó giảm bớt đi, nó sẽ làm cho cái giá dầu xuống và làm cho hàng không đỡ khó khăn hơn khi mà mở ra những đường bay mới. Cái cuối cùng tôi đánh giá rằng là năm 2023-2025 mới là cái năm mà cái nền kinh tế của Việt Nam chúng ta nó mới định hình, nó ổn định tâm lý xã hội và cái yêu nhu cầu xã hội nó ổn định rồi, thì lúc đó du lịch mới có thể là trở lại được, trở lại được theo kế hoạch và mới có thể phát triển được. Chúng tôi đánh giá rằng là điều này sẽ trở lại vào năm 2023. Thật ra thì đúng là nhận định của anh Kỳ rất là xác đáng. Bản thân Phi cũng là một người rất là thích đi du lịch, cho nên là ngay từ khi nói là mở cửa một phát một thôi là phải đi ngay, không có kế hoạch vẫn đi, miễn là mình được đi, miễn là được trải nghiệm. Cái điều gì là cái điều mới nhất mà Vietravel đã tạo ra, từ cả bên trong lẫn bên ngoài, sau những cái phép đổi đó thì cái điều gì là cái thành quả anh đạt được và cái điều gì khiến anh tự hào? Cái lớn nhất đó là Vietravel đã đứng vững được. Chúng ta gọi là gượng dậy được. Người ta không có lấy đùa là hỏi dạo này dịch dã như vậy, tình hình em sức khỏe thế nào, và dạo này em 7-8 người mới đỡ mới được, đỡ mới ngồi dậy được. Thì câu chuyện nó là chuyện vui thôi, nhưng bản chất của câu chuyện mà chúng tôi cảm thấy rất là vui là Vietravel đã đứng vững được, trụ lại được sau đại dịch. Một số đơn vị cùng với một số đồng nghiệp khác đã trụ lại được và tiếp tục cái hành trình trên cái thực hiện sứ mạng của mình là phục vụ cái nhu cầu của người dân ngày một cao và đáp ứng được đúng nhu cầu của khách du lịch. Chúng tôi rất là tự hào chuyện đó. Chúng ta thấy là nãy giờ anh Kỳ nói rất nhiều đến sự thay đổi hành vi khách hàng, chúng ta nói rất nhiều đến cái độ động của thị trường thế giới. Và chúng ta cũng nói rất nhiều đến cái việc là hầu như là tất cả các cái công ty đều phải tự hồi phục, đều bắt đầu tự hồi phục, đều phải liên kết với nhau để tự hồi phục. Thế thì cái mới trong cái quá trình tiếp cận thị trường, cái mới trong cái việc chinh phục khách hàng, cái mới trong cái việc là chúng ta sẽ song hành với khách hàng trong những cái hành trình mới của Vietravel đang diễn ra như thế nào? Từ cái cấu trúc bên trong, rồi nó mới ở sản phẩm tạo ra, rồi nó mới ở cách tiếp cận khách hàng. Cấu trúc bên trong tôi trình bày rồi. Cái mới của sản phẩm, rất nhiều cái bộ sản phẩm mới đã được làm ra. Trước đây thì Vietravel khá mạnh về, cũng đã mạnh như trong nước, nhưng mạnh rất mạnh về du lịch inbound và outbound. Và du lịch trong nước thì cái bộ tour của Vietravel nó cũng ở mức độ chúng tôi đánh giá là trung tính thôi. Nhưng mà sau dịch là toàn bộ những bộ tour, những cái khai thác, khai phá toàn bộ những cái sản phẩm, những cái cảnh đẹp, những cái giá trị về du lịch Việt Nam khi trước dịch chưa được quan tâm, mà chúng ta trước đây chưa quan tâm nhiều lắm, thì đã được khai thác lại toàn bộ. Và chúng tôi rất bất ngờ là khách rất ủng hộ.
ngay cả cái những chương trình chúng tôi cho rằng là rất bình thường như là ngắm hoàng hôn, rồi chương trình khám phá ẩm thực ở tại các điểm đến cũng được khách rất là hưởng ứng. Thì những cái sản phẩm này trước dịch thì có thể chưa được quan tâm nhiều lắm, hoặc là khai thác cho khách nước ngoài thôi. Nhưng sau dịch khi đưa vào trong khách trong nước và được làm sâu hơn thì được sự đón nhận rất là cao. Góc độ của một người làm du lịch, một người đi du lịch nhiều, thì Phi thấy là đa phần cái đóng gói về mặt sản phẩm của nhiều công ty du lịch hiện nay nó khá là na ná như nhau. Cái khác lớn nhất của nó là cái thương hiệu của công ty du lịch này với công ty du lịch khác, còn lại thì cái ruột ở bên trong gần như là giống nhau. Thì liệu rằng đó có phải là một trong những cái điểm mà tất cả công ty sẽ bắt đầu tập trung để khắc họa thêm cái nét mới trong cái dòng sản phẩm, trong cái cách đóng gói sản phẩm, nó không chỉ là về mặt thương hiệu nữa mà nó còn khác biệt hơn và có nhiều dấu ấn hơn không? Và nó bao gồm có cả cái toàn bộ cái ngành công nghiệp của du lịch, và nó tạo thành một cái hệ sinh thái tuần hoàn kinh doanh. Cái điều này hơi khó nhưng phải làm bằng được. Và như là Viettravel lúc đó cũng sẽ là một tổ hợp một cái đa sở hữu, và nó đa ngành mà đa sở hữu, và nó liên kết bởi nhiều đơn vị trong nhiều ngành. Chúng tôi trước đây thì Viettravel tự mình kinh doanh và luôn luôn dùng cái du lịch như là một đòn bẩy, cái lữ hành ấy, để mà thúc đẩy. Tuy nhiên sau đến năm 2025 á, thì du lịch, đặc biệt là cái thị trường khách, vẫn là cái điểm tựa chính. Nhưng toàn bộ cái hệ sinh thái kinh doanh nó phải có, bao gồm cả một tổ hợp với rất nhiều đơn vị, nhiều ngành và nhiều cái đối tác để cùng nhau làm. Và chúng tôi đặt vấn đề là cùng nhau làm, cùng nhau kinh doanh và cùng nhau tiến bước. Để tạo ra cái mới, vốn nó đã khó rồi, nhưng nó vẫn dễ hơn cái việc duy trì cái quá trình để tạo ra cái mới và duy trì cái mới đó liên tục. Thế thì anh quản lý cái quá trình mới đó như thế nào? Trước hết cái mới đó phải là thành động lực của mỗi người đã, tự thân đã. Mình không thể quản lý cái không tự nguyện được, không tự thân được. Ý thức. Mà khi anh tự thân cảm thấy bắt buộc phải thế, thì tự nhiên người ta sẽ follow theo. Mình chỉ là ru, làm cái ru cho mọi người cùng làm. Và luôn luôn đổi mới. Để mọi người luôn luôn có động lực, luôn luôn có mục tiêu. Và cái sự đổi mới phải có mục tiêu. Và mục tiêu đó nó phải đủ lớn để cho người ta theo. Hay mình dùng từ là khát vọng thì thôi nghe nó xa quá. Mục tiêu gần với mục tiêu xa nó phải đủ lớn, đủ cái tầm lớn để cho người ta theo. Và họ thấy đó thế là đúng. Thì tự khắc họ sẽ tự điều chỉnh theo. Chứ mình không thể nào quản lý theo cái kiểu dẫn họ theo, buộc dây được. Thế thì nếu mà nói ngắn gọn lại, trong tất cả những cái giai đoạn đổi mới mà anh thực hiện, thì giai đoạn mới bây giờ, cái gì sẽ là cái mới nhất mà anh nghĩ là ngành du lịch chắc chắn sẽ cần phải đi theo? Ngành du lịch phải tái cấu trúc lại. Ngành du lịch của Việt Nam nó vẫn còn chưa chuyên nghiệp, mà xã hội người ta chỉ giao việc cho những người chuyên nghiệp thôi. Thì xã hội phân công rất sâu, xã hội phản là phân công rất sâu và hoạt động theo dây chuyền, và chỉ có người chuyên nghiệp mới có việc. Mà ngành du lịch Việt Nam đôi lúc vẫn còn theo người ta gọi là nắng mưa, theo ý thích, kỳ thích và theo cái khẩu hiệu nhiều hơn. Du lịch cần phải thực chất vì nó phục vụ nhu cầu con người. Du lịch là cái thể hiện cái độ văn minh của một xã hội, sự phát triển của một nền kinh tế và sự ưu việt của một nền văn hóa của dân tộc. Cho nên là nếu chúng ta đối xử với du lịch hời hợt thì coi như chúng ta loại bỏ tất cả những yếu tố kia. Và vừa qua thì du lịch thực sự được gọi là ngành kinh tế mũi nhọn, những bản chất của câu chuyện chúng ta chưa đối xử với nó đúng như tính chất của nó, cho nên là cần phải chuyên nghiệp hơn để được xã hội công nhận và được đối xử như một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự. Cho Phi tò mò thêm cái điểm này, thế thì anh muốn được đối xử như thế nào? Chúng ta thấy chúng ta ngành kinh tế mũi nhọn. Mũi nhọn thì chỉ có 3 cái ngành được đảng và nhà nước xác định là mũi nhọn thôi. Đó là nông nghiệp, đó là công nghệ thông tin, và đó là du lịch. Chúng ta thấy nông nghiệp thì quá trời chính sách, rất nhiều chính sách ưu đãi, kể cả những ngân hàng, kể cả về tài chính, kể cả về tài nguyên, kể cả về những cái đầu tư. Xứng đáng thôi, vì đất nước Việt Nam chúng ta
mạnh về nông nghiệp. Thứ hai về công nghệ số và công nghệ thông tin. Sự đầu tư cũng rất lớn. Về du lịch thì câu chuyện lại khác. Đây là một câu chuyện mà chúng tôi hay nói đùa là trong ba ông đầu rau này thì cái ông này là yếu nhất. Trông thì to khỏe thế thôi, thực chất không có gì. Với một cái thị trường mà xúc tiến du lịch chỉ có vài triệu đô la một năm, trong khi ở nước xung quanh vài trăm triệu. Mặc dù du lịch chúng ta có lên bảng xếp hạng, thì thế giới chúng ta có tăng một số chục bậc, nhưng bản chất chúng ta nhìn thấy cũng chưa phải là căn cơ, cũng chưa phải là bền vững. Chúng ta vẫn ăn sổi ở thì. Gần đây nhất thấy mùi mê la toáng lên và toàn bộ vị cái nền san hô ở Hòn Mun, Nha Trang đã bị nhuộm trắng. Điều này đã 20 năm nay rồi ta kêu rồi, nhưng có một ngày nào đó người ta mới chợt nhận thấy thì đã muộn rồi. Thì đó là cái sự nhận thức. Đầu tư cho nó không có. Khai thác Hòn Mun đến kiệt quệ. Hòn Mun là vườn sinh cảnh quốc gia đấy, được chúng ta khai thác lặn biển ở đó, khai thác các hoạt động trên du lịch ở đó quá mức làm cho nó tàn phá luôn. Cho nên là bản chất của câu chuyện chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng du lịch. Chúng ta thấy nhiều địa điểm du lịch bây giờ đang vẫn đến giờ này nhiều địa điểm được khai thác hết, nhưng những địa điểm du lịch quy hoạch vẫn thành phố hoang vẫn chưa khai thác hết. Và chúng ta cũng thấy nguồn nhân lực du lịch thiếu đến cỡ nào. Nhìn chung đánh giá lại thì rõ ràng là chúng ta chưa coi nó là ngành công nghiệp không khói, mà mới đụng đâu là làm đấy thôi. Sau một cái chặng đường vừa gặp khó khăn vừa đổi vừa mới vậy chị, thì cái gì là cái mới nhất ở trong anh mà anh nhận ra? Cái lớn nhất đó, là phải biết chấp nhận, buông bỏ những cái mà mình nghĩ, mình khẳng định mình đã biến thành ra những cái gọi là nguyên tắc của mình trước dịch. Nếu không á thì mình sẽ không theo kịp. Cái thứ hai nữa là đôi lúc cái sự an toàn á, nó làm cho người ta trở nên là không muốn thay đổi, là không nên để cho mình an toàn quá. Phải bước ra khỏi vùng an toàn để mình không trở nên nhàm chán, không trở nên bị động, không trở nên thụ động chứ, và không trở nên bảo thủ để mà tiếp nhận được cái mới. Trong buổi trò chuyện với anh Kỳ ngày hôm nay thì có một điều khiến cho Phi nhận ra là có những cái điều, những cái bài học trong kinh doanh hay những cái trụ tinh thần trong kinh doanh, những cái bài học mà chúng ta đã chứng minh đó là một cái công thức đúng, thì tất cả mọi thứ nó đều có khả năng sai ở bất kỳ cái thời điểm nào. Trong thời điểm này thì chắc chắn là các doanh nghiệp đều phải thay đổi, bởi vì thay đổi đó cũng là một trong những cái phương pháp mà giúp cho chúng ta còn trụ lại được trên thị trường, có thể phát triển để đi về phía trước. Nãy giờ thì trong quá trình chia sẻ với anh Kỳ thì trên trợ lý công nghệ cũng có ghi nhận lại một vài cái từ khóa, thì xin mời anh theo dõi thử nhé. Trận cuối là trận mới, cái đổi khó nhất là tư duy, hệ sinh thái tuần hoàn kinh doanh, nhận thức, ý định và định hướng cái mới, xã hội giao việc cho người chuyên nghiệp. Hay quá. Bước ra khỏi vùng an toàn. Bình thường thì Vy sẽ tổng kết lại cái buổi chia sẻ của khách mời. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chắc là Vy muốn nhường cái phần gửi cái thông điệp. Nếu mà nói về cái điểm nhấn trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì anh Kỳ rất là muốn nhắn gửi tới khán giả điều đó. Thì trong số cái từ khóa này. Hãy thay đổi tư duy để cho chúng ta luôn luôn trở thành con người mới. Đó là một cái thông điệp rất 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 hay, và Phi hy vọng là nó cũng là một cái thông điệp giúp cho tất cả mọi người được tiến lên. Và đương nhiên thì trong quá trình làm có thử có sai, nhưng mà trong số rất là nhiều cái bài toán sai, chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra được một cái bài toán thật sự đúng đắn cho tương lai phía trước, và nó sẽ giúp chúng ta tìm ra được the next power, đúng không ạ? Chương trình có một cái phần rất là hay mà khán giả cũng rất là thích, đó là việc khách mời có thể đặt một cái thử thách, đặt một cái câu hỏi nhỏ nào đó dành cho khán giả, những người đang xem chương trình, đang xem cuộc trò chuyện của anh. Thì ngày hôm nay thì anh có cái thử thách nào hay là một cái hãy định vị cảm nhận của bạn, của mọi người về Vietravel trong ba từ ngắn gọn.
Dạ, và nếu như khán giả phản hồi lại cho anh thì anh có phần quà gì cho khán giả? Một sản phẩm mới của Vietravel đó là Vietravel Airlines. Dạ. Chúng tôi sẽ tặng một cặp vé cho tất cả các bạn nào định vị nhanh, gọn và đúng cái một cặp vé đi trên tất cả chuyến bay của Vietravel Airlines. Wow, một cái này chắc là Phi về là Phi sẽ phải lên gõ ngay để giành lấy vé. Cảm ơn anh Kỳ, một cái cuộc trao đổi ngày hôm nay rất là thú vị và bản thân Phi cũng học được rất là nhiều điều. Rất là nhiều tinh thần đã được gửi gắm trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã dành thời gian và hy vọng là sẽ gặp anh trong một khoảng thời gian tới với một hình ảnh mới mẻ hơn nữa. Cảm ơn chương trình Next Power. Yeah. Cảm ơn Phi và cảm ơn tất cả các bạn cộng sự. Yeah. Đã làm đến một cái buổi trao đổi thú vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Next Power và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. The Next Power.